How are you today? I'm fine, thank you. And you? Good. Yeah, you look great today. Look happy today. Okay. Where were you yesterday? I was at home. And what did you do yesterday morning? I watched TV. And anything else? I don't know. Yeah. Turn on the camera. What camera? Turn it on. Okay. Oh, have you just moved from your living room to your bedroom? From living room to bedroom, right? It's bedroom. But before it's living room, before, at first, right? Yeah. The living room, well, okay. So what time did you get up yesterday? What time did you get up yesterday? I get up at I got up at 9 o'clock. Yes. Did you go jogging? No. Oh, why? You should do that. Okay, so what time do you have breakfast yesterday? I had breakfast. I had breakfast at 9:45. So it's a quarter to 10. Yeah, a quarter to 10, yes. And what time did you have lunch yesterday? I have lunch at 12 o'clock. Mm-hmm. What time do you have dinner yesterday? I have dinner at 7. I had dinner at 7 o'clock. And what time is it now? Can you tell me? It's 5:30. So it's 5:30. Five. Yes, 5:05. Okay, so what time did you go to bed yesterday? I go to bed at 10 o'clock. Are you sleepy? Are you sleepy? Want to sleep? No. No. Okay, good. Okay. And what time do you watch TV yesterday? I watch TV at 11 o'clock. Good. Yeah, cô sẽ có một vài câu hỏi. Cô sẽ nói bằng tiếng Việt và con sẽ nói bằng tiếng Anh, okay? Yes. Okay. Tôi thường ngủ dậy lúc 9 giờ. Tôi thường ấy. Usually. Got up at No. Bây giờ tôi thường đúng không? Là một chỉ một thói quen thì phải thường thì gì?
Thì thì một thói quen đi, hàng ngày ngày nào xảy ra thì là thì gì nhỉ? Hiện đi. Thì hiện tại. Hiện tại gì? Hiện tại tiếp diễn. Trời ơi. Hiện tại đơn nhá, viết vào đi, viết vào, viết vào. Viết gì cô? Thì hiện tại đơn. Để chỉ một hành động gì đây? Thường xuyên xảy ra như một thói quen. Viết gì cơ cô? Viết lại nhá. Tôi đây nghe này, khi diễn tả một hành động. Nào, viết nào. Khi diễn tả một hành động. Khi diễn tả một hành động. Thường xuyên xảy ra. Khi diễn tả một hành động thường xuyên xảy ra. Như một thói quen. Như một thói quen. Ta dùng hiện tại đơn. Ta dùng hiện tại đơn. Yes. Thế nghĩa là nhá, khi mà người ta hỏi con này, hay là trong câu hỏi có chữ gì, bạn thường ăn cơm lúc mấy giờ, bạn thường đi ngủ lúc mấy giờ, được chưa? Hay là bạn thường làm gì? Hãy dùng thì gì đây? Thì What are you doing? Focus, focus. Này, look at me. Thì gì? Vừa mới cho ghi xong. Lại mặt kìa. Thì hiện tại tiếp diễn. Ôi trời ơi. Are you kidding me? Cô vừa mới nói là gì nhỉ? Một hành động thường xảy ra, được chưa? Thế bây giờ nhá, cô đang nói là khi nói là tôi thường ngủ dậy lúc giờ này, tôi thường ăn cơm lúc giờ này thì dùng thì gì? Thì hiện tại. Hiện tại gì? Tiếp diễn. Vẫn hiện tại tiếp diễn. Con đang làm gì đấy? Có tập trung vào không? Tập trung vào nhá. Rồi hỏi lại một lần nữa này. Khi mà nói tôi thường ngủ dậy vào lúc 9 giờ sáng, chẳng hạn tôi thường ăn sáng vào lúc 9 giờ 30 thì mình sẽ phải sử dụng thì gì đấy? Thì hiện tại đơn. Rồi, đọc lại cái câu cô vừa chép đi, trong vở đọc lại, đọc to lại xem nào. Khi diễn tả một hành động thường xuyên xảy ra như mọi thói quen, ta dùng hiện tại đơn. Thế thì việc tôi thường ngày nào con cũng dậy lúc 9 giờ sáng đúng không? Con thường dậy lúc 9 giờ sáng đúng không? Thế thì cái đấy có phải là thói quen không? Có thì sao lại dậy cứ... con dậy 9 giờ sáng nữa, con dậy 7 giờ sáng rồi. Thế sao con hỏi? Thế sao cô vừa hỏi hôm qua con dậy lúc mấy giờ, con vẫn dậy lúc 9 giờ còn gì? Thì bây giờ con dậy lúc 7 giờ. Nhưng mà đã đến lúc đã có cơ hội là lúc 7 giờ đâu. Bây giờ đang buổi tối mà. Không, con bảo dậy buổi sáng cơ. Nhưng mà bây giờ vẫn đang buổi tối, đã đến sáng mai đâu mà biết được là có dậy lúc 7 giờ không? Hôm, mấy hôm trước rồi. Không, cô không tính. Hôm kia con dậy từ 7 giờ. Vâng nhá, ví dụ có 10 ngày đúng không? Mà con chỉ dậy 7 giờ, có 2 ngày thôi thì kia vẫn gọi là thường xuyên. Nghĩa là 8 ngày dậy 9 giờ sáng. Không, hôm, bây giờ hôm nào con cũng dậy 7 giờ, không dậy 9 giờ nữa. Thế thì sao lúc cô hỏi là con thường đi ngủ lúc mấy giờ, ngày nào cũng bảo là 9 giờ. Chính con bảo quên. À, quên mất thì đấy là lỗi của mình. Thế bây giờ nhá, tôi thường ngủ dậy lúc 7 giờ sáng thì nói thì gì đây? Thì hiện tại đơn. Ờ, đúng rồi. Thế bây giờ ăn sáng lúc 7 rưỡi à?
hay là vẫn chờ đến tận 2 tiếng rưỡi cho mày ăn? No. So when? What time do you usually have breakfast now? What time do you usually have breakfast? I usually breakfast. I usually have breakfast at 7:30. Okay, good. Mà kể cả nhá, con này. Kể cả con nói là thỉnh thoảng, con dậy lúc 9 giờ sáng vẫn sử dụng hiện tại đơn, được chưa? Nhưng cái chuyện gì đấy mà nó có sự chỉ sự thường xuyên mức độ thỉnh thoảng hoặc là thường xuyên hoặc là rất nhiều khi hay là hiếm khi đều sử dụng hiện tại đơn hết. Ok? Yes. Đầu dịch tiếp này. Tôi đã đến Hà Nội vào 7 giờ sáng nay. Tôi đã đến Hà Nội vào 7 giờ sáng nay, nói thế nào tiếng Anh đấy? Arrived in Hà Nội yesterday morning, đúng không? Morning. Nhưng mà 7 giờ thì phải biết này. I arrived in Hà Nội at 7 o'clock yesterday morning. Yesterday morning, nhưng sorry, người ta bảo sáng nay cơ. This morning là được chưa? Hoặc là yesterday morning tùy. Nhưng mà khi mà nói sáng nay nhớ this morning nhá. Còn sáng hôm qua mới là yesterday morning nhá. Tiếp này. Tôi thường tập chạy bộ vào 9 giờ kém 15 mỗi ngày. Tôi thường tập chạy bộ vào 9 giờ kém 15 phút mỗi ngày. I usually yes. Go jogging. Jogging, yes. At 9:45. Ôi giời ơi, 9 giờ kém 15 chứ phải là 10 giờ kém 15 đâu. 9 giờ kém 15 cơ mà. At a quarter to 9. Yes, good boy. Tiếp này. Bố tôi thường đi làm lúc 4 giờ. Nói như nào? Bố tôi thường nhá. Bố tôi nhá, chứ không phải là tôi đấy. Bố tôi thường đi làm lúc 4 giờ. My father. Thường. My father work. Bố tôi thường, cái thường là gì? Usually. Go. Yeah. To work. Yeah. At 4 o'clock. Good. Tiếp này. Mẹ tôi thường đi làm lúc 8 giờ sáng đi. Nói là. My mother go usually go okay. To school. Sửa lại từ đầu. Go to school. At 7. Is it 7? Really? Can you count? 8 o'clock. Yes. Đây. Về nhà học lại đếm đi nha. Chưa? Về nhà học đếm lại nhá. Nhưng này bảo lại 7. I can't. How old are you now? How old are you? I'm 10 years old. 10 years old mà không biết đây là số mấy à? Ok. Thank you. Ok, good. Nói chung là làm cũng tốt. Bây giờ nhá, mình chữa bài tập nhá.
Okay? Yes. Nói what gì ấy? Nhưng con vẫn không thể biết được nghĩa cái câu what the hell. Nghĩa là cái quái gì thế ấy. Hiểu chưa? Thế nó bậy chỗ nào vậy cô? Có nghĩa là ở tiếng Việt mình thì nó không bậy, nhưng mà ở bên nước ngoài thì trẻ con không nên nói câu đấy. Hiểu chưa? Nghĩa là ở bên nước ngoài được đấy đã được. Nghĩa là ở những nơi đông người ấy, thì người ta không nói câu đấy. Bởi vì nước ngoài họ không cho, bởi vì chữ heo họ biết là địa ngục nên họ không cho. Ừ, đúng rồi. Rồi. Đây là gì à? Nằm ở đây. Mẹ, mày biết từ what the hell không? Cái từ đấy là không phải từ bậy đâu. Không phải từ bậy thì là cái gì? Là cái quái gì vậy? Thế cô bậy không? Khổ đấy. Cô chữa bài chưa? Bây giờ người nữa. Thế nãy là gì? Nãy là cô hỏi à? Là cô trời. Là nói tiếng Anh ạ. Rồi. Rồi, từ từ xuống ra đi. Ê, anh đây. Nóng á. Nóng nó xong bật quạt lên chân mát. Okay, number one, month. Okay, good. Number two. What? Câu hai này cô đảm bảo cô đã có thể nhận ra được là người làm đề này như người ta làm sai gì vậy? Tại sao có tận hai địa điểm và hai nghề nghiệp? Thế thì chọn cái nào? Nhưng mà mình cứ xem đúng cái kiểu vậy, cái đề của bên trường người ta cho, nhưng mà trường hình như đưa nhầm đề. Ruler, worker, rubber, book. Ok, câu 3 đúng rồi này. Câu 4, father, mother, teacher, grand. Ok, câu đúng rồi. 5, pupil. Yeah. Rubber là gì con đã biết chưa? À, cái thứ. Rubber cơ, rubber. Rubber này. Ờ đúng rồi. Body, fort. Fort này là gì? Là ngày. Nó cũng không phải là ngày đâu nhá, mà nó là số thứ tự. Số thứ tự là ờ, thứ tự mình học rồi mà. Vâng. Lại quên rồi. Nghĩa là nó dụng chính là ngày. Con ngồi thẳng lên. Con ốm nghèo mẹ sốt ruột con ngồi thẳng ngày đúng không? Get, go, stay early. Đó, okay. Quên mất thứ tự rồi. Thứ tự lại quên mất. Con nói cũng đúng chị ạ. Có nghĩa là người ý là ở nghĩa là con nói là ngày, có nghĩa là khi mà sử dụng ngày thì người ta sẽ dùng số thứ tự ạ. Vâng thì nó cũng, nhưng mà nói nếu như nói dùng từ là số thứ tự thì nó chuẩn nhất, còn dùng ngày thì nó mới nói được một ý. Stay là gì hả con? Con thổi vào mặt mẹ chứ cái thằng con tập trung vào bài đi. Stay, what is stay? Mày đang nóng, chờ nước, bơm đang bơm nước. And say là gì? Nói ạ. Stay mà là nói. Stay. Đi lại. Stay là ở, kiểu stay home là ở nhà ấy. Chứ là stay. Ở. Con lại không nghe mọi người hay nói stay at home. Chưa nhìn thấy từ đấy nhỉ? Ghi đi con. Chị ơi, bây giờ con là dậy, ngủ dậy lúc 9 giờ sáng hay 7 giờ sáng hả chị? Đó, 8 giờ. Đấy là em cứ hỏi tiếng Anh như chị ạ. Cứ hỏi tiếng Anh là con dậy lúc mấy giờ, xong con cứ nói thì hiện tại tiếp diễn ấy. Xong rồi em bảo là phải dùng hiện tại đơn thì lại bảo là đâu bây giờ con có dậy lúc 9 giờ sáng đâu, con dậy lúc 7 giờ mà. 7 giờ. 8 giờ. Dậy lúc 8, khoảng 8, 8 giờ có, nếu không làm muộn lắm thì 8 rưỡi. Che mồm với con, stay con ghi nghĩa của nó đi. Stay là ở nhất động từ con nhá. Verb. Sao con ghi chữ stay at home là nhà ấy. Bây giờ mọi người hay dùng cái từ stay at home ấy. Nghỉ dịch mọi người ở nhà còn hay gọi cái từ là stay at home. Nhưng con không ở nước, nhưng con không ở nước Anh nên con không biết cái từ stay at home. Ôi dồi ôi, nước Anh bây giờ cần gì phải ở nước Anh, cả thế giới nói tiếng Anh. Chết chưa? Chỉ nói tiếng Anh. Nhưng mình có nói tiếng Anh đâu.
Không nói anh vừa học tiếng Anh để làm gì? Thì mình bảo nói tiếng Anh là nói bình thường như thế này, thế mà gọi là nói tiếng Anh. Thế thì con vẫn muốn nói tiếng Anh 100% không, để cô nói tiếng Anh hết với con xem con có hiểu nhá. Thế là mình đang học mình mới phải nói bằng tiếng Việt. Đến lúc về sau á không có nói được tiếng Việt nữa đâu con ơi. Sau này không là tiếng Việt đâu nha, chỉ là tiếng Anh thôi, không là tiếng Việt nữa. Sau mà một thời gian bạn học một thời gian, ok. Did goes got Drew. Không nói Drew. Tiếng Việt nữa. Hello. Nào tiếp tục đi. Number 9. Do you know this word? Drew. No. Đây là quá khứ của từ draw, vẽ nhá, con biết là vở đi. Con ghi draw. Con biết ngay mà. Vẽ. Còn drew này là quá khứ của nó nhá. Mấy là sự kỳ. Bây giờ phải nhờ mẹ bảo là về nhà con phải nhờ mẹ quản con đọc lại cái phần thì hiện tại đơn vừa nãy cô cho chép vừa ạ. Vừa nãy con không được tập trung lắm, hỏi đi hỏi lại mà cứ nói sai liên tục cái phần đấy chị ạ. Nó cứ là cái đầu nó vừa mà nó cứ xem vô tuyến hiểu ấy. Bảo mải chơi kinh khủng luôn. Không, vừa nãy con đang học đây nhìn thấy cái hình ảnh phản chiếu trên cái kính thì như là không phải đang bật màn hình của cô lên mà là đang bật cái gì ấy. Đúng không? Nó không có mẹ đây là nó linh tinh lắm. Nó lại nghĩ đến trò chơi đấy nha cô. Hạn chế trò chơi nhá. Nó thằng này đầu óc nó đâu có. Thế con làm cái gì? Thôi đây. thôi con tập trung vào đi. Không nói chuyện nữa, không nói chung nói chuyện riêng nữa. Nào, không mẹ đây nào, con chưa. Con phải tự giác chứ. Hey, don't pick your nose like that. Thôi tập trung vào bài. Ok. Yeah. Factory, clerk, school, hospital. Okay, good. Office, police. Okay. Sister, farmer, worker, singer. Singer là gì đây con? Là ca sĩ. Okay, good. Uncle là gì đây nhỉ? Là chú. Ất này, to này, past thì người ta gọi là các giới gì đây nhỉ? Từ. Giới từ đúng rồi, còn read là đọc. Dinner, eat, lunch, breakfast, okay, morning, evening. Singing, okay. Finish, start. Start là gì? Đã bắt đầu. Okay, homework. Okay, tiếp này. Đúng hết luôn. Yeah. Yeah, good. Rồi. Nhờ có mẹ ngồi cạnh đi cô ạ. Thôi. Mẹ không ngồi cạnh thì nát như tương. Nhìn ngồi cạnh nhìn nó làm sai khó chịu. Nát như. Mẹ ngồi cạnh thì đúng mà mẹ không ngồi cạnh thì ban đầu là liên thuyên liền thuyền hết cả lên. Nhưng mà bạn này, bạn này bạn ấy nhanh lắm chị ạ. Nhanh nhưng mà ẩu lắm. Nhưng mà bạn này bạn ý tốt, làm tốt hơn những bạn bằng tuổi bạn ý đấy chị. Ngày trước em đi dạy nhiều bạn 10 tuổi mà. My father and her uncle factory. My father and à. Ôi giời ơi con ơi, nhưng mà chỗ này này. Hai chỗ này thôi. Cô ba nhá. À đâu, cô hai trước đi. Her uncle is a driver. Yes, good. Number 3 này. Bố tôi và gì nhỉ? Và chú của cô ấy đúng không? Sao lại là một gì đấy? Một gì? Một thế thì hai người nhưng mà chỉ là một công nhân thuê hai người mà chỉ có một hai người là gì? Thế thì mình chỉ bỏ thứ nhất nhá, mình bỏ gì? Bỏ gì? Bỏ gì à. Bỏ gì? Bỏ ơi. Thêm gì? Bỏ ơ. Thêm gì? Thêm gì? Bỏ ơ thành gì? Bỏ ơ à? Mẹ không biết, mẹ chịu. Bỏ ơ sửa như nào, con sửa đi, con sửa nè. Bây giờ hai người thì không thể là một công nhân được mà sửa như nào. Ân. Ân ơ thì giống nhau thôi. Con tập trung vào một tí là con làm được. Tập trung vào đi. Số đây là số gì đây? Số ít hay số nhiều? Số nhiều. Thế thì thêm gì? My father and her uncle are factory worker. Worker vẫn là một. Tiếp, nói phát âm cho chuẩn vào. Rồi. Cô sửa lại cho con chơi. Chỗ này nó nhau. Đấy chưa? S ở chữ cuối là số nhiều. Workers. Chữ worker ấy, để là nhiều người. Hai người. Worker. Rồi, chứ khi mà nhớ nghe cô nói này. Khi có hai người trở lên thì không có giới từ, còn số nhiều thì không có giới từ nhá, chỉ có số ít thôi. Mạo từ. My mother
Okay. Five. Này. Mr. is a doctor. Good. Number six. I am a teacher. Good. Number seven. Mr. Nam goes to work. Yeah. Why? Yeah. Em ơi, chị đang dậy nhá, chờ một lát nữa nhá. Chị đang dậy nhá. Ok nhá, lát nữa chị nhắn tin. Ok, câu tiếp này. Miss Nam đâu? Work very good. Con nhớ chưa? Câu 7 này bạn làm rất tốt đây này, đã biết chia động từ rồi đây này. Tất cả các về sau nhá đều. Oh my god. Bị get up. What does her sister do? She says, okay, very good. Chỉ sai một câu chỗ này thôi, còn lại đúng hết. Very nice. Quá là nice. Nhờ có mẹ. Không bạn ơi. Kèm con hả chị? Thì nó làm chị ngồi cạnh mà, chị không phải nó bật trò chơi. Đấy, đâu đúng không? Mình hoàn toàn có thể làm được nhưng mà do mình không tập trung đúng không? Ừ, nhưng mà tại sao lại có hình vân tay nó ở đây? Nó làm nó không chú ý này, nó bị sai. Thảo có vân tay ở đây không mẹ. Có sao cả. Thì biệt này. Câu 10 này. What time Peter? Shh. What time does Peter do homework? Không chú ý. He does homework at. Good, very nice. Đấy, chỗ in the evening chỗ này là con tự làm đấy. Câu này con tự làm. Câu này con tự làm. Có câu thì mẹ nhìn thấy sai thì mẹ bảo. Có hôm sai mẹ mặc kệ. Nhưng mà chị bảo là chị là con tự sửa lại à chị, hay là chị hãy dạy con lại luôn? Thì, không, nó tự chứ. À vâng. Thì chị coi, chị phải nói chị không bao giờ, chị không bao giờ chị làm hộ cho nó cái gì nữa. Thế thì chị chỉ nói là con sai rồi thôi. Xong nó phải nghĩ. Dạ vâng ạ. Không bao giờ mẹ làm cho kệ. Phải tự làm, chất tự đi. Con phải tự làm cái gì cũng phải là tự mình chứ. Mẹ chỉ nói là con sai câu đấy rồi. Vâng ạ. Con phải suy nghĩ lại. Đấy. Thì là hắn ấy nghĩ lại. Mẹ ơi, ai vẽ lên đây? Ai vẽ lên đây? Chị không nói là con sai ở đâu, sai như thế nào, sửa như thế nào. Chỉ bảo là sai rồi. Bạn này thừa sức làm được mấy câu này, mấy câu này dễ mà bạn này chẳng qua là bạn ấy cứ. Nhiều lúc không tập trung thôi thì mới lỡ nó sai thôi. Chứ lòng cá lắm chị ạ. Nó chỉ nghĩ đến trời, nó chỉ toàn nghĩ đến trời. Không chăm học, nó chán lắm, lười học kinh khủng luôn. Nhưng mà bạn này được bạn thông minh mà chị. Lười học thì nay mai làm cái gì được? Lười học chả làm gì được. Ừ, in the hospital này, cô mình. Yes. A clerk. Con đang học đến bài 12 đúng không em? Cái gì ạ? Con đang học bài 12 đúng không? Vâng. Bài 12 ấy. Vâng, đúng rồi ạ. Bài về nghề nghiệp ấy ạ. Thực ra em không nhớ lắm, nó là 11 hay 12, em chỉ nhớ là nó về nghề nghiệp thôi. Vậy, theo đúng. Bài 12. 12 đúng không? Bao nhiêu bài nhỉ? 20 bài à? 20 bài ạ. 20 bài đấy tính cả kỳ 1. A worker. Ừ, đúng rồi, tính cả kỳ 1. Như vậy là con còn 8 bài nữa mới hết được học kỳ 2. Khi nào con hết học kỳ hả chị? Nghĩa là... Như bọn chị thì là đến tháng 6. À mà tháng 6, nửa tháng 5 thôi. Cuối tháng 6. Còn bọn này chị không biết cái kế hoạch của nó, để chị hỏi lại cô chủ nhiệm của nó. Còn theo như bọn chị thì là cuối tháng 6 bọn chị đấy hết. Con ở lớp có bài kiểm tra tiếng Anh thì trước khi có con phải bảo cô nhá. Thấy chưa? Ok. Vâng. Yes. Ở cô cũng ôn kỹ mà, thực ra cô nó cũng ôn rất là kỹ. Vâng. Nhưng mà đợt này đừng nghỉ cho nên là mình muốn. Và tiếng Anh thì học đi học lại không thừa, tiếng Anh là phải học đi học lại. Càng học nhiều càng tốt. Là phải học bao giờ thấm vào đầu thôi. May chị còn biết như thế chứ còn nhiều phụ huynh cứ kiểu nghĩ là con mình học một lần nhớ luôn, hiểu rồi. Không. Không bao giờ có chuyện đấy. Nhiều người cứ nghĩ là như thế. Tiếng Anh là phải học đi học lại, viết đi viết lại, viết bao giờ mà không quên được nữa rồi thì biết thôi. Một bài làm đi học lại 3-4 lần cũng là chuyện bình thường. Đúng rồi, học mãi 3-4 lần không có sao hết. What's the word? Tiếng Anh học càng nhiều càng tốt. Không có sợ học thừa. Chưa? Đến khi nào đúng 100% hết thì thôi. Rồi, cô kèm vậy xong rồi mẹ con lại thì rỗi thì lại mở ra học tiếp ấy mà. Vâng. Bỏ đây ra nó lại chương trình lắm. Em đừng quên. A worker works in a factory. À thôi, tiếp tục đi. A teacher. Ôi giời, chỗ này nhá, con đã biết đường cho S nhưng mà cô hỏi hôm trước cô đã cho cái gì rồi nhỉ? Cô đã cho check gì rồi? Rồi. Cái quy tắc ý. Quy
quy tắc mà thêm S và ES. Nhớ chưa? Đấy, biết ngay mà. Thế bây giờ biết ngay này. Nhớ quy tắc chưa? Nào, số nó quy tắc ở đâu nào? Nào xem nào, mở 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 mở. Từ đấy, lúc đấy mẹ đã bảo là từ đấy của con là sai rồi. Ở kia. Đâu, ở đâu? Nào. Đây. Chị là teach, là dạy học, nhưng mà con có biết quy tắc ở đâu không? Nào, bây giờ tay con chép, con nhớ không nào? Quy tắc tay con chép, con nhớ con chuyển ở đâu không? Nào, xem nào. Hiện tại đơn nào, chuyển từ sang chưa động từ ở hiện tại đơn nào, với những từ bất quy tắc như thế nào? Cô đã cho con đây là quá khứ. Đây là quá khứ. Con có giữ cái tờ bài tập không hả chị? Có lần mà em có chứ. Đấy ạ, à, em có cho con cái quy tắc đấy và từ bài tập ấy ạ. À? Không biết là con cái tờ có lần chị in ra cho con ấy ạ. À? Có. Vâng ạ. Thì bác em cho con ghi ở trong đấy đấy ạ. À? Nào con chia đi. Tít thành. Tít thì thành. Tít. Thêm gì? Phải thêm gì? Chỗ này. Đúng rồi, ES. Chị không, chị em ơi, dạ? À, cái tờ đấy là chỉ có quá khứ thôi, còn hiện tại là chưa có nhá. À có rồi nhớ rồi. Đúng rồi, mẹ đúng là giả quá khác. Chứ con trời ơi, con đi vào mẹ. Mẹ đúng là giả quá khác, không phải là già, con hiểu như thế là sai này, bởi vì mẹ con nhá. Quá nhiều việc luôn. Bây giờ mẹ nhớ bài của mẹ, mẹ đi dạy học mẹ phải soạn bài của mẹ. Mẹ nhớ bài của mẹ lại còn nhớ bài của con nữa. Mẹ lại còn nhớ bao nhiêu thứ nữa. Con mấy đâu? Con 15 nha con. Ờ, bố nó bảo chứ mẹ mày theo quên đủ mọi thứ và cứ thử làm xem có quên nữa. Ôi giời chị ơi, mà chị đã đi làm nhiều như thế mà chị còn có thời gian chăm con này là quá là đỉnh rồi đấy chị. Em phải chưa mẹ già là một chuyện. Mà cái con là hiểu vấn đề là mẹ quá nhiều việc. Xem con thử làm như mẹ xem con có nhớ được như mẹ không? Bảo ôi, nhớ, thôi. Tại đơn con chưa nhớ mà. Không nhớ gì đâu. Mẹ bây giờ mẹ đi làm mẹ lại còn phải nhớ bài cho con nữa. Mẹ có nhớ bằng con không? Mẹ. Thôi không nói chuyện này cho con phải nhớ hơn mẹ. Ok. Con phải... Thế là hôm nay bài mình... Ở trong tờ bài tập có rồi, mẹ nhớ là có rồi. Nha, mở ra, mở cái tập đấy ra, mở cái túi ra đi. Mẹ bắt xếp vào kia rồi. Mấy hôm nay máy in mẹ chưa in được. Đang là sửa. Do máy chứ không phải do thế máy thì in. Cháu con có nghỉ lễ không ạ? Hay là con vẫn học bình thường hả chị? Thứ 6 ý, tuần này ạ. Thứ 6 cô có bạn không? Em thì em cũng không bận ạ. Có nghĩa là tùy vào con thế ạ. Nếu mà không bận thì cứ học bình thường em ạ. Bởi vì nó nghỉ dịch cho nên là chị muốn cho nó nhanh để cho nó xong trình đi ấy. Class zombie. Chứ bây giờ chương trình ở trên lớp bọn này đi học bây giờ chắc là không học hết cả ngày đâu. Class zombie. Thế nên là cứ cho nó học đi. Nếu mà teacher nó không nghỉ dịch như vừa rồi thì mình cho nó nghỉ đi. Nhưng mà thôi, nó nghỉ dịch thì cứ cho học. Vâng ạ. Học để cho nó đuổi kịp cái chương trình đấy. Mẹ, hôm nay em gửi hả? Chị cho, có nghĩa là em gửi bài kiểm tra cho con để con làm ở nhà chị trông con làm được không ạ? Hay là phải được cũng luôn để hôm sau để chữa luôn để đỡ phải rồi em cứ gửi đi chị kèm được mà. Thế thì khi làm bài kiểm tra là bạn chú ý là bạn không mở sách vở nhé, nên là ở nhà phải ôn lại nhé để cô xem là không ai sao cô bảo mò là không biết vừa mà không được không lúc bình thường còn bây giờ là làm xa rồi mẹ thay cô để trông con làm thôi, sau đó gửi cho cô, còn chuyện sai đúng mẹ không can thiệp nhá. Ông nào đây nhìn thế mà ông nào đây ai đấy. My teacher has a very soft voice. Là con. Now repeat after. Con đấy. Rồi sau này mà bạn được thế này thì tốt quá. Đây phải học giỏi tiếng Anh là sẽ trông thế này. Ok. My teacher has a very soft voice. Repeat. My teacher has a very soft voice. Soft là nhẹ nhàng con nhá. Bây giờ vừa đi. Tính từ. Soft voice là một giọng nói rất là nhẹ nhàng. Mềm mại. Nghĩa mềm mại đúng không? Đúng rồi ạ. Soft, nhẹ nhàng hay là gọi là mềm mại. Con có thích mềm mà. Hoặc là dịu dàng nhé. Ví dụ bạn nói là cô ấy là một người rất dịu dàng thì cũng có thể nói là she is very mềm mại.
dịu dàng luôn nhá. Đây là con à? Tính từ, khổ. Tính từ chứ không phải động từ nhá. Voice là giọng nói con nhá, danh từ đứa chơi biết từ đấy rồi. Ôi nhớ thì giọng nói con lại biết từ đấy chưa? Voice, 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 nói nhá. Giọng nói, danh từ. Lắm nói đấy. Đây là giọng nói, còn kia là nói chuyện, hiểu chưa? Giọng nói chứ không phải là tiếng nói nhá. Manager. Giọng nói mềm mại hay là góc giọng hay là chua ngoa, hiểu chưa nào? Voice chua ngoa. Ui manager, từ nhớ chưa? Phải ghi vào đây cho mẹ nào, tập trung vào đi. Từ tiếp theo này. Manager. 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 Jer. Jer. Manager. Manager. Yes, là giám đốc hoặc quản lý nhá, biết là gửi đi con. Con là giám đốc. Yeah. Yes, you can do it. Manager. First, we have to speak English. And then you can be a manager. 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 Giám đốc. Hoặc là quản lý nhá. Còn viết chữ to lên giám đốc, sược cái quản lý. Học là quản lý. Đúng. Không, còn rồi. Ui. Quản lý nhân viên. Phải có cái chữ là quản lý nữa, hoặc là quản lý, có phải lúc nào cũng là giám đốc đâu. Hiểu chưa? Có thể là một người quản lý đứng đầu một nhóm người nào đó. Che mồm đi. Manager. Trời ơi, học. Manager. Repeat. Manager. Yes. Yes, you repeat. Use your mouth. Speak. Manager. Manager. Yes. She works as an assistant to the manager. Còn biết tiếp là gọi assistant. Đây nhìn thấy chữ assistant chưa? Nghĩa là trợ lý. Yeah. Trợ lý. Assistant. Assistant. Tại sao đây trên là con trai mà dưới lại là con gái? Nhưng mà con nhìn thấy, có nghĩa là nhá, cô ấy làm việc như một trợ lý cho một giám đốc. Được chưa? Cô ấy làm là cô ấy làm trợ lý cho một giám đốc. Ok. Rồi. Còn tại sao trên lại là con trai mà dưới lại là con gái? BD à? Trời ơi, nhưng anh này là quản, nhưng anh này, người ta đang nói đến một cô gì đây trợ lý cơ mà, chứ người ta còn nói đến ông giám đốc gì đâu. Rồi, cái hình này đáng lẽ là cái hình này đáng lẽ là phải là một cô. Chắc nhưng mà bởi vì là do từ ở trong này, từ quan từ trong này là từ rồi. Manager. Rồi, từ trong này, vì trong này này nó lại có cái từ manager, hiểu chưa? Nó lại có cái từ manager. Cho nên là ở đây có thể đưa một người giám đốc hoặc một người giám đốc thì đúng là một cô. Bởi vì là đây người ta muốn cho mình học này nữa. Con ạ. Nào con đọc từ đấy nào. Assistant. Nghe nhá. She works as an assistant to the manager. Assistant. An assistant. Yes. Bây giờ nói cả câu nhá. Cả câu đọc. Con này là ân. Một tí đi con ơi, không là mất thời gian lắm đấy nhá. She works as an assistant to the manager. Read. She works as an assistant to the manager. She works as. No, she works as. She was an assistant as to the manager. 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 Yes. Khi nói tiếng Anh em mở mồm to ra và phát âm các âm gió, những âm đuôi này, âm S này con phải nói rõ nha. She works as an assistant to the manager. Now. The manager. Hey. Full set. Đọc lại đi. Cả câu cơ mà. Nào, con đồng. She work. She works. Works. She works. As. As. An. Assistant. Assistant. Assistant to the manager. Yes, good. She works. Well. Singer. 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 What? Singer. What? 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 Singer. She is really a good singer. She is really a good singer. She really. Con bỏ chữ thế. She đọc từng từ. She is really a good singer. She really. She is. She is. Really. 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 Thằng này chưa biết từ này rồi. She really is. Gì đây rồi.
singing. Oh, singing. Singer. Ừ, singer. Really là thực sự nhá. Đây là trạng từ con nhá. Viết vào đi. Thật sự. Con phải ghi rõ là trạng từ lên nhá. Ông kia làm lắm nghề thế không biết. Nghe là cô ấy thật sự ý đâu. Là một gì đấy? Ca sĩ rất là... Cô ấy là một ca sĩ rất rất trạng tốt. Từ. Trạng từ là nào? Con biết trạng từ như nào really? Trạng từ này. Con biết nhá, trạng từ bổ nghĩa cho tính từ hoặc động từ nhá. Thôi mẹ không ghi nữa, con ghi đi. Con ghi, mẹ con ghi, con tự ghi. Đây là trạng từ nhé. Hôm trước cô cho ghi trạng từ, chứ nhỉ, ý nghĩa của trạng từ là gì nhỉ? Ờ, là bổ nghĩa cho động từ hoặc tính từ nhỉ? Nếu mà bổ nghĩa cho động từ thì đứng ở đâu? Cô phải giải thích rõ chỗ đấy, không nó không biết đâu. Hôm trước em thì em mới dạy cho con cái trạng từ usually đấy ạ, nghĩa là đứng trước. Các từ các trạng từ tần suất chỉ thời gian ấy. Usually đứng ở đâu? Còn mấy... Usually thì đứng ở đâu? Trước động từ hay sau động từ? Nhớ lại nào. Trước hay sau? Hả? Trước động từ hay sau động từ? Cái bài hôm trước ấy. Cô hỏi lại này, trả lời cô đi. Thì I usually go to school thì nó đứng đâu đấy con? Ví dụ I usually go to school. Trước rồi. Trước go thì go thì nó vẫn là đứng trước gì đấy. Động từ đúng không? Trước động từ nhớ chưa? Bổ nghĩa cho động từ và đứng trước động từ. Con đúng. Nhìn câu kia lạ quá. Rồi rồi thôi. Nào. Actor. Diễn viên. Diễn viên gì mà làm lắm ngày đấy cô ơi. Đây cô phải diễn viên không vậy? Ô, diễn viên người ta thay đổi hình dạng lúc thì là bác sĩ, lúc thì là cảnh sát này. Sao con lại không hiểu nhỉ? Tiếp tục đi con. Lúc là cao bồi này, lúc đúng là... rồi. Diễn viên mới đóng nhiều have đóng you, nhiều vai. Have you write? Là lên. Lên câu mà đóng nhiều vai, nhiều nó nhiều thế nhỉ? Nghe vở chưa? Write. Actor. Thắc mắc nhiều quá. Nhớ từ đấy chưa? Really? Position. Manager. Tiếp này. Actor này. Tom is the most handsome actor in the world. Tom is the most handsome actor in the world. Tom is the most handsome actor in the world. Tom này, Tom biết không hiểu không? Tom Cruise. Không hiểu chứ cô hiểu đấy. Con biết từ handsome chưa? Là gì? No. Handsome này, tính từ nghĩa là đẹp trai nhá. Biết ngay mà. Nghe là gì đây? Tom là diễn viên gì? Thử dịch câu này. Đẹp trai. Nhất gì? The world. World là thế giới. Ghép vào nhá. Handsome, đẹp trai, tính từ này. World. Cháu thế này mà tự nhận mình đẹp trai cô ơi. Đây có phải là Tom Cruise thật đâu. Để cô chuẩn bị cho xem ảnh Tom Cruise đẹp trai nhất thế giới nhá. Lát nữa cho xem. Cuối giờ. I am really handsome. Đúng rồi đấy, bạn này giỏi đấy. Chưa gì đã biết dùng really rồi. Là tôi thật sự rất đẹp trai đúng không? I'm really handsome. Yes, you are. Được chưa? Có biết từ world chưa? Biết từ thế giới này vào chưa? World. Từ này hay nói lắm mà không biết là từ gì. In the world nhé, thầy làm biết. In the world là đấy là trong thế giới. The world. Most. Có cái từ gì? Thôi đi mẹ. World. World. Không mình cho con làm. Thế giới. Không. Phải cả câu nhá. Tom is the most handsome actor in the world. Tom is the most handsome actor in the world. Tom is the most handsome actor in the world. Cái the most là con chưa học đúng không? Ai nói chưa? Thế người này đang học thế nghĩa gì? The most. The most handsome là đẹp trai. Ừ, the handsome là đẹp trai nhưng mà the most. The most.
Để cho nhất nhá. Đây là so sánh nhất nhá. Thế con biết được. Bọn này nó chưa học so sánh em. Nó chưa học so sánh. Nhưng mà từ the most là nhất. Được chưa? The most, tôi ghi cái từ the most. Luôn hôm sau dạy luôn cho con so sánh luôn. Ừ. The most. The most là so sánh nhất ấy. Để cho nhất từ sánh nhất ấy. Được chưa? The most. Tiếp này. Studio. 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 Đấy, con hình cái chữ phiên dịch này. Studio. Phiên âm studio. Phiên âm ấy. Oh, studio. Studio. Oh. Studio. 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 Oh, studio. Studio. Thế thì con sẽ viết vào là... Viết vào nghĩa đi, viết vào vở đi. Đi. Đó có đi. Đi. Phòng thu. Được chưa? Phòng gì? Phòng thu âm. Phòng thu âm này, hoặc là... phòng hoặc là trường quay này, hoặc là xưởng phim nhá. Phòng thu âm này. Nghĩa đi nhá. Nhiều nghĩa, nó có nhiều nghĩa nhá. Ghi một nghĩa là cũng ghi nghĩa. Nhấp vào đi con. Phòng thu âm này. Trường quay này. Xưởng phim này. Hoặc là xưởng vẽ. Xưởng là sờ nhẹ nhá. Sờ nhẹ. X. Ok. Phòng thu âm này, xưởng phim này, trường quay này, hoặc là xưởng vẽ nhá. Studio. Cái cách nào đọc dễ cho con thì con đọc nhá. Studio hoặc là studio đều được nhá. Studio cũng được, được chưa? Studio. Studio. Studio, ok. The studio is very small. 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 Theater. 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 Có hai cách đọc nhé. Một là theater, hai là theater. Thích đọc cách nào cũng được. Được chưa? Theater. Theater đều được nhá. Ừ. Nào, đọc theater. 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 Này, cắn cái lưỡi này. Theater. 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 Khi nói nhá, cắn lưỡi rồi phải rụt lưỡi về nhá. Theater. 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 Tia. Nhìn nhau nha, chờ tí. Stop share. Tia. Nhìn rõ hơn được không? Tia. Tia. Cái gì nào? Cái là chạm vào cái răng trên nhá. Chạm vào răng trên nhá. Tia. Tia. Thôi được rồi, đọc lại là theater cũng được, được chưa? Nào đọc theater. Theater. Ok, theater. Theater hoặc theater đều được nhá. Có nghĩa là gì đây? Dạp hát, nghe vừa đi con. Dạp hát. Theater nhá, dạp hát. Theater, dạp hát. Không mấy quá. I was at a movie theater. I was at a movie theater. It was a movie theater. Cái movie theater thì nó sẽ là dạp gì đấy? Dạp đấy. Dạp chiếu phim. Để cho em biết là vở là movie theater là dạp chiếu phim đi con. Movie là này là chữ movie. Movie là cái gì? Nào ghi từ movie đi. Dạp chiếu phim mà lại có người nhảy kia hả? Không đó. Theater nó là dạp hát. Con nhớ chưa? Dạp hát là sân khấu kịch ấy. Sân khấu. Được chưa? Movie theater đấy. Thì nó lại là dạp chiếu phim. Biết vào vở cả hai cái đi con. Theater là sao? Hát nhá. Ờ, sao hát? Bên này nhìn thấy sao hát như này chưa?
Đấy, còn movie theater là cái rạp chiếu phim mà có cái màn hình to, mình hay đi cinema ấy. Thế tại sao? Đặt chiếu phim lại đi. Xem phim mới được. Con đi rồi. Rồi, được con rồi, biết có nghĩa cả hai cái đi. Theater là sáng hát. Con đi hơn một lần. Đi chiếu phim. Chờ, theater, rạp hát này, movie, theater, rạp chiếu phim. Lắm rạp chiếu phim ấy cô. Mỗi một rạp. Rạp này đâu phải rạp chiếu phim không? Theater này có chiếu phim đâu, mới đây là mọi người đang biểu diễn mà. Biểu diễn kịch mà. Chờ. Mà lại có bạn. Đâu? Ai? À như này á. Cái mà chiến thắng luôn nhỉ, cái này là victory. Yeah. Tiếp này. Dentist. Dentist xong chưa? Chép rồi đúng không? Yes. You must go to the dentist. You must go to the dentist. Nghĩa là gì đấy? Bạn phải gì? Bạn phải gì? Đi nha sĩ thôi, đi đến nha sĩ thôi. Được chưa? Bác sĩ nha khoa đấy, đi đến nha sĩ thôi. Viết vào này, must, nhìn thấy từ must chưa? Nghĩa là phải, viết vào đi con, must, động từ khuyết thiếu, nhớ viết rõ là động từ khuyết thiếu, must, mở ngoặc, động từ khuyết thiếu, must, động từ khuyết thiếu. Yes! Ok, được chưa? Nghĩa là phải, tiếp này, sau must, cộng với động từ gì đây? Nguyên thể. Được chưa? Must cộng động từ nguyên thể. Must cộng động từ nguyên thể. Must cộng động từ nguyên thể. Nghĩa là như nào? Ví dụ như she must thì cũng phải là she must go thôi. Cũng phải là cũng chỉ là gì? Động từ nguyên thể thôi. Được chưa? Chứ không phải là she must goes đâu. Nghe rõ chưa? Ok? Yes. Nếu như là ở đây là she nhá, thì là she must go hay là she must goes. Nhắc lại đi. Nếu she đây là must go. Đúng rồi. Sau must thì luôn là nguyên thể, nghe rõ chưa? Không quan tâm thì gì, không quan tâm ngôi nào, luôn luôn sau must là động từ gì? Nguyên gì? Nguyên thể. Yes. Vet. Vet. Không chắc check từ vet hả? Bác sĩ gì đấy? Bác sĩ Thu Huy, hôm nào cô cho đọc trong từ. My brother is a vet. My brother is a vet. Đọc nào. My brother is a vet. My brother is a vet. Về nhà nhớ học thuộc hết nữa. Structure này. Structure. What is your father's mother's job? Nào viết vào. Con ơi. Cơm ngáp nãy giờ mẹ đến còn không biết bao nhiêu cái ngáp còn ạ. Học cái hành chán thật ý. Cái này gọi là sở hữu gì à con? Cái này người ta gọi là sở hữu gì? Biết sở hữu cách chưa? Chắc là cô không dạy đúng không? Con chưa nghe thì bao giờ. Thì con có thể bây giờ đầu tiên con check cái này vào cho cô cái đã đi. Mẹ đã nói là những cái mẫu này con phải ghi cho mẹ cái bút đỏ nhìn nó dễ. Cái bút xanh đều cái này khó nhìn không? Không tiện. Hả? Không gì. Không tiện. Sao lại không tiện? Đang cầm lên tay thì ghi luôn. Không được, như thế phải đổi. Rồi check thôi. Bây giờ cô sẽ viết ra mấy cái ví dụ để sở hữu cách cho con xem nhá. Nghĩa là mình khi sở hữu, có nghĩa là mình sẽ có thì đây. Ví dụ, tính từ sở hữu này. Tính từ sở hữu, nhắc các tính từ sở hữu cho cô. Hello. Nghe cô nói thế kìa. Của tôi là Mai gì? Là Mai đúng không? Của bạn là gì? Của bạn ấy cho. Của anh ấy. He. He's. Của cô ấy. Bỏ tay ra để nói to chứ không bịt mồm nữa. Của chúng tôi. Đúng rồi, của chúng tôi là gì? Our này. Our. Của họ là gì? Their. Được chưa? Yeah. Quan trọng để học về nhà học hết nhá. Còn cái gì không nhỉ? Của anh ấy, của chúng tôi, của bạn. Rồi, hết rồi. Thì những cái này sau những cái này sẽ cộng với cái này thì là dùng rồi. Thế nhưng mà vâng này, em đang chọn để phân biệt luôn một thể chị. Rồi. Danh từ này. Được chưa? Thế bây giờ nhá, thử hỏi này.
cho zoom to lên nữa. Cái chữ ấy, Canton A cho nó cỡ 14, 16, 18 thì anh nhìn nó rõ. Cái chữ 11 nó. Ôi cô làm sao mà bôi đen một cái hết đúng không nhỉ? Ừ. Rồi đấy, để thế, để cô đấy được. Cô làm sao mà bôi đen một 20, cái 20. Được nhé. Cô làm sao mà bôi đen một cái được hết luôn mà. Canton A cái này, Canton A là bôi tất. Nhắc con bao lần. Bôi tất cả luôn. Đúng chưa? Khi mà mình nói của ai, thế bây giờ cô thử hỏi nhé, bây giờ của này, một tên riêng viết thì được chưa? Của một tên riêng này, hoặc của một sự vật này. Hoặc của một ai đó trừ các tính từ sở hữu trên. Thì ta sử dụng này, sở hữu cách, thế nào là sở hữu cách? Sở hữu cách này là cái này, là dấu phẩy trên và chữ S, được chưa? Dấu phẩy trên và chữ S này, ví dụ này, của một tên riêng này. Ôi giời, máy tính chán đấy. Máy tính em đánh máy nó chán lắm. Của một tên riêng nhá, ví dụ. Của Lan. Của Lan nhá, thì con sẽ dùng là gì đây? Lan. Của người gì? Của một người. Tiếp nhá, của một người nhá. Của một sự vật đi. Của một sự vật. Ví dụ như là của con thỏ nhá. Của con thỏ đó. Của con, ví dụ nhá. Của con thỏ đó đi. Thì sẽ là gì? That rabbit phải s gì gì đó cộng, được chưa? Xong rồi ví dụ của mình một, cô chứ mẹ gì của một ai đó, ví dụ của mẹ tôi, được chưa? Thì sẽ là my mother phải s, được chưa? Và sau phải s này thì cộng với gì? Lander. Được rồi, thế bây giờ nhá, thử hỏi luôn nhá. Đừng lắm mẹ đặt cho xung ra. Không tính đi nhá. Cô chưa nghĩ ra được. Công việc của John. Nghe đây, công việc của John. What? Gì vậy cô? Nghe cô nói rồi. Là bác sĩ thì con nói như nào? John gì? Viết như nào? John. Như nào? Phải như nào? Viết rõ, đọc rõ ra là phải S hay như nào đấy đi. Phải S. Là bác sĩ của công việc của John, là công việc của John, công việc của John. Doctor. Cái gì? Phải có danh từ chứ. Công việc cơ mà. Thôi rồi, job đi, nghề nghiệp đi. Nhiều lúc con phải kiểu flexible, con phải kiểu linh động lên tí chứ. Nhiều lúc người ta nói là công việc, ý người ta đây nó đang nói về nghề nghiệp ý con, thì con phải dùng từ job nhá. John job ý. Doctor. Rồi, is doctor. Ok. Tiếp này. Sao cô y rồi mà cô? Cái gì? Y giờ đây đó. Không phải là is. Đây con không thấy à? Đây là mà đây gọi là sở hữu cách, nghĩa là của ai đó, con hiểu chưa? Công việc của tôi, hiểu chưa? Ví dụ cái này nhá. Đấy không phải là to be nhá. Đây là sở hữu cách, hiểu chưa? Công việc cua rồn. Ừ, chứ không phải là cô ơi cô. Hả? Con cua thì đâu có biết là bác sĩ. Thôi con đừng vặn liên thuyên đi. Chẳng đúng, công việc của ôi rồi, hiểu con nó gì mai. Đây? Nó tương đương với sở hữu cách, nghĩa là tương đương với những cái này, con được chưa? Là nên sau đấy phải cộng với một danh từ nhá. Nó tương đương với cả tính từ sở hữu, được chưa? Tiếp này. Ví dụ nhá, tai của con thỏ đó màu trắng thì nói như nào? Con thỏ đó đầu tiên đúng không? Tai của con thỏ đó màu trắng, con nói đi. Con nói đi. Đầu tiên là gì? Như câu trên đi. Cái gì phải đứng đầu tiên? Nói đi nào. That rabbit. Đúng rồi, that rabbit. Xong cái như nào? Nào, có cái chữ gì nào? Sở hữu cách đấy. Close. Không phải, con đọc cho cô đi. Phẩy gì? Phẩy S. Đây là sở hữu cách mà. Close. Why? Tai của con thỏ tai là gì? Tai là gì? Đọc lên. Con nhớ không? Là gì ạ? Là gì?
Ears, hai cái tai nhất nên phải là số nhiều nhá. Yeah, quên mất tai rồi. A. À. À. Màu trắng là gì? Ô, màu trắng không nhớ. Trắng không nhớ. Rồi màu bây giờ không nhớ con. Cái màu gì không nhớ. Why? Rồi why? Tiếp nhá, ví dụ tự thử làm một câu nhá. Con viết ra giấy cho cô nhìn nào, xem cổng của trường tôi, cổng của trường tôi nhá là cổng màu xanh. Rồi viết nào, bây giờ cái gì từ đầu mai. Đúng rồi, mai gì? Việt. Ôi trời ơi, cổng của trường tôi cơ mà, cổng của mai school. Đúng rồi, my school. Đi nào nữa. Rồi, yes. Get. Đúng rồi. A E E. Yes. Xanh lá cây đi. Green. Yes. Bây giờ phần này bạn đã hiểu chưa? Mình cô sẽ gửi cho cái này nhá. Lát nữa. Ok. Đây là cô tự dạy cho con, cho nó sẽ hiểu thôi. Lát nữa cô sẽ tìm xem cái nào nó kiểu nó học thuật. Tí nữa cô lại cho bài tập về phần này. Vâng. Cái phần này nó quan trọng lắm nhá. Nhớ chưa? Về sau là dùng suốt đấy. À đây con check nốt cái này đi. Học đến bao giờ chứ? Học xong rồi lại quên, xong rồi lại học. Thì là con này là nhanh lắm rồi đấy. Nhiều bạn không hiểu được cái sự hữu cách. Mình còn học chết ốm mới mới nhớ được nghe. Mình học bao năm mới nhớ được tập. Audio lại là hiểu mà, với cả do là con chưa được gặp nhiều cái sự cách này, nếu như cứ gặp đi gặp lại đấy. Tiếng Anh thì phải học rất nhiều, rất rất nhiều và phải thường xuyên liên tục. Cái ba mẫu câu nhá. Hay là hai câu hỏi và một câu trả lời nhá. What is your mother's job? What is your mother's job? What is his, her? Thấy chưa? Con thấy his với her này nó tương đương với father's, mother's chưa? Đúng không? Yes. Tương đương như cái này. Hiểu chưa? Bởi vì đây là những trường hợp mà mình không sử dụng được tính từ sở hữu thì mình sẽ phải sử dụng sở hữu cách đấy. Yes. Tiếp này. Tính từ sở hữu. Sở hữu cách. Nhớ tính từ sở hữu chưa? Xem còn cái gì? Example này. Thế em ấy tính từ sở hữu khác với đại từ sở hữu à? Khác ạ. Con, em nghĩ là con chưa, chắc con, em nghĩ là một thời gian nữa mới nên dạy con đại từ sở hữu ạ. Đại từ sở hữu rồi. Nó hơi nâng cao hơn về tính từ sở hữu ạ. Rồi, vậy là tính từ sở hữu, tính từ, ô thế là my, his, hers là đều là tính từ sở hữu á? Đây ạ, đây gọi là, cái này nó là tính từ sở hữu, còn đại từ sở hữu là mấy cái my này, his này, còn hers này. His thì vẫn là giữ nguyên ạ, còn hers thì phải thêm s. Xong rồi mấy cái đều thêm s rồi. Rồi cái này thì ấy hơn, thôi cái này để tự sau đi. Cái này sau đi. Bây giờ tính từ sở hữu còn chưa chưa còn chết nên là đại từ sở hữu thì sao? Nắm được phần sở hữu. Bây giờ nó phải nắm được tính từ sở hữu đấy. Như là quá khứ đơn, được quá khứ đơn này mới. Hiện tại thường sang hiện tại tiếp diễn. Nào. Bây giờ con hỏi con các câu hỏi. Nào, thôi để tập trung vào bài nào. Mình có thể sử dụng bất kể một cái gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Những cái danh từ mình vừa học nhá. Chứ cũng không cần thiết là cứ phải nói đúng sự thật đâu. Bây giờ mình áp dụng gì nhỉ? Mình chỉ áp dụng tiếng Anh thôi nhá. Mình áp dụng các cái mà mình vừa học, các cái từ dentist hay là vet này này. Ok. Nào, what is your father's job? My father's job. He's a worker. He's a worker. Okay. Where does he work? Where? He's worker. He works. He works. He no. In. In a. In the. In a factory, an office or factory. In. Làm phải là cơ quan đi, chữ cơ quan là in an office đi.
Hey, answer con... me. Là ai nào? Now answer. Thôi em. Thế con đi đá thì thế nào? He's an office. He works in an office or in a factory. Làm việc ở đâu? Factory. A factory. Okay. So, what is your mother's job? What is your mother's job? She's a teacher. Where does she work? Where does she work? She work. Why he? Not he. She. She work. In she work. A school. Yeah. What does your uncle's job? What does your uncle's job? I don't know. Người ta hỏi nghe nhá, cô chỉ hỏi vậy thôi, nhưng con đây là mình đang tập áp dụng tiếng Anh. Không phải liên là liên hệ đến chứ, I don't know. Thế là con cứ sử dụng bất kể một cái gì đó được, là áp dụng thôi. Nhưng mà thôi. Sự thật. Trả lời đi. My uncle. My uncle. He. Dùng danh từ nào cũng được. Đây là mình đang áp dụng tiếng Anh chứ mình không hỏi về, không có không điều tra dân số đâu nhá. Teacher. A teacher too. Okay. What does your aunt job? What is your aunt's job? Aunt là cô ấy. She's a vet. Yeah, good. Okay. Cái thằng này để thổi vào mặt mẹ nó chứ, bực mình với nó nhở. What is your grandfather's job? Mấy lần con nghe con nói đi. What is your grandfather's job? I don't know, grandpa. Cái gì? What is your grandfather's job? Ở đây hỏi là ông bạn làm nghề gì đúng không? Thì cô đã bảo như nào? Bây giờ mình chỉ là con có thể chọn bất kể một danh từ nào được chưa? Mình chỉ là đang thực hành ngôn ngữ thôi chứ mình không hỏi về sự thật. Nói từ nãy giờ mình sẽ áp dụng tất cả các từ mình đang nói thôi, con hiểu chưa? Hay là teacher hay là doctor hay là actor. Nên dùng hay tất là manager or doctor phải trả lời cả câu. He is a câu gì? Doctor. What? Can you? Doctor. Okay. Where does he work? He works in a Doctor thì ở đâu? Ở đi. Home. Say home. Bệnh viện mà. Hospital. Yes. And I want to ask you, where does an actor work? Where does an actor work? No, where does actor work là gì? Cô hỏi đi. Work. Where does an actor work? Actor. An là gì? Nó trả lời đi. An actor. Works in. Vừa mới học đấy. In a. Diễn viên thì làm việc ở đâu? Ở gì? Theater. And where does a singer work? Where does a singer work? Singer. A singer. On. Work. In a theater. Really? In a studio. Yeah. In a studio. Phải làm việc ở gì đây? Studio phải làm việc ở gì? Phòng thu âm chứ. Đúng không? Rồi, làm việc phòng thu âm. Yeah. In a studio. Chán rồi.
Where does cố nốt một câu này nhá, rồi nghỉ nhá. Where does a manager work? A manager work. Works. Work. Works. In a factory. Okay. Bạn factory. Nhà máy, văn phòng chứ đúng không? Văn phòng thì làm thế nào? In. Văn phòng. An. Gì? Office. Office. Apple. Về nhà nhá, cô sẽ cho cái phần này hỏi đi hỏi lại nhá. Được chưa? Apple. Không đâu rồi chú gì cả. Trật tự nghe cô nói đi. Và cô sẽ có bài, hôm nay là bài tập về nhà quên mất. Là gì nhỉ? Không biết chị ơi, hôm nay là nên cho kiểm tra luôn hay là cho kiểm tra buổi sau nhỉ? Cũng được, kiểm tra luôn nhỉ. Kiểm tra luôn nhé. Thế thì về nhà nhé, con nhớ ôn lại các cái mình đã học được chưa? Các cái cô sẽ kiểm tra nhá. Cô sẽ gửi bài cho mẹ, mẹ in ra cho con hay là mẹ cho kiểm tra trên máy tính cũng được, thế nào được. Để con rồi, làm rồi. Nhá. Okay. Cô bảo con đi kìa. Rồi. Không. Cô phải làm bài kỹ nhá. Làm bài tốt như là bài hôm nay ấy, như là bài cái niềm bài. Yeah. Nhưng mà cô muốn là con tốt hơn nữa được chưa? Ok. Yeah. Thank you so much. Chị